Mai đang chỉnh camera đó à, ông xã vừa ô phải để chính giữa và sẽ không nhìn thấy em đâu. Đó, bây giờ thoải mái trước camera chưa? Quand vous dites qu'elle est gentille et belle, puis quand vous me voyez, vous dites toujours je suis adorable, je suis gentille, je suis belle. Je raconte des bêtises. Non, Sylvain dit. Sylvain dit casse-couille. Cô chú, anh chị và các bạn thấy chú của Mai vui tính không? Đó, nhưng mà đặc biệt anh chồng Mai thì nói bậy ấy, nên là em rể cũng nhắc nhở anh luôn. Quand t'es pas là, tu sais pourquoi? Il met tes talons puis ça lui casse les pieds. C'est pour ça qu'il dit casse-pied. Non, ah oui. Tu sais, je dis c'est Saint-Charlie, sa tête dit non. Cô chú ấy, chị, các bạn thấy không? Ông xã Mai rất là hiền. Mỗi một lần đó, vợ trêu ấy, hay bắt nạt anh ấy, thì nói chung là chú chồng thì rất là vui tính và hay đùa. Em rể cũng vậy đó, bố chồng cũng vậy. Đó. Nhưng đặc biệt đó là ông xã Mai rất là thật. Đó, ngày xưa Mai nói đùa là anh không có hiểu đâu, là anh hay giận lắm. Âm yêu em. Non, Charlie. Anh yêu em. Non, comment vous dites avec votre neveu? Comment je dis à grand-neuf? Oui, parce que toujours qui dit sa femme pas belle, tu es lourd, tu es âgé. Alors, quand je dis ça, ton mari dit, tu vois, il n'y a pas que moi qui y pense. Jean-Louis, lui, il est pareil, Sylvain. Oui. Il dit que tu as y est aussi. Non, oui, c'est ça. Et quelquefois, lui, il sentait souvent que ma femme est la très belle, ça fait longtemps, depuis 20 ans. Souvent qu'ils sont des chansons, sans. Oui, mais ça fait 10 ans qu'ils ne la chantent plus. Il a oublié les paroles. Faut dire, mais tu es la plus belle du monde. Oui, l'autre à la maman est plus jolie. Đó, lúc mà Mai kêu là chồng Mai chê Mai xấu ấy, à chú là nhập cuộc ngay, bảo đúng rồi, chú cũng có suy nghĩ giống chồng cháu. Đến bây giờ thấy mọi người mọi người không ai về phía Mai một cái đó. Thế là chú động viên Mai, bây giờ chú hát bài hát mà thật sự đó là cái bài hát mà Maman, c'est toi la plus belle du monde. Có nghĩa là mẹ là người tuyệt vời nhất, mẹ là người đẹp nhất trên thế giới này. Đó, thế nhưng mà chú huyết chuyển dành thành là khen là Mai đó. Chú ấy rất là khéo nhưng mà rất là vui tính, rất là biết đùa, mà chú lại rất thích hát và nhảy nữa. Nhiều khi ấy, là hai chú cháu cứ nghêu ngao hát rồi mở nhạc, hai chú cháu du dương nhảy rất là vui. Chú đang hát và chú bị quên lời đó. Thế là con rể cũng bảo là à, khi người ta quên đấy, thì người ta cứ la 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 la. Ui, con cũng vậy đấy, thỉnh thoảng con quên là con cứ la la đó. Rất là hài hước. Đó, câu chuyện chú về Việt Nam á, lần nào mà cả gia đình ngồi với nhau, ông xã lại kể. Oui, pas ce Jean-Louis. Thì cái chuyện đó đó, ngày đó là vợ chồng Mai với lại vợ chồng cô chú là ở khách sạn Hà Nội. À, khi tầm chiều chiều thì muốn đi bộ một chút đi dạo ấy, thì cô chồng Mai bệnh tim mà. Cô vừa đi được khoảng cỡ 200 mét ấy, thì cô kêu mệt, cho cô về khách sạn cô nghỉ. Thế là ông xã thì không để cô về một mình, thì đưa cô về. Thì Mai và chú chồng ấy đang đứng đợi ở vỉa hè, thì có hai bác đi qua. Lúc đó thì bác ấy chắc khoảng tầm 60 tuổi hoặc hơn 60 tuổi đi bộ đó. Đi qua thì gặp Mai và chú với hai người con của Mai đang ở trong cái xe đẩy. Thì hai bác ấy đứng lại thì có khen là ôi con của cháu dễ thương quá, ôi dồi dễ thương quá, nhìn nó giống y như bố nó. Thì lúc đó đó Mai bảo là đâu, nhưng mà buồn cười quá, Mai bảo bố nó không có ở đây mà bây giờ chỉ có mỗi ông nội đó rồi, cụ nội nó ở đây, thì Mai trêu như vậy đó. Và chuyện nữa là sau khi mà gia đình Mai ở Hà Nội đó, thì là cùng với lại vợ chồng cô chú đi vào Sài Gòn. Thì khi vào Sài Gòn đó là gia đình nhà Mai ở khách sạn Rick ở quận 1. Thì khi mà tới nơi đó, đặt phòng đó, xong rồi mọi người đi ăn,
đi ăn xong mà tối về lên phòng á, với khoảng cỡ 10 giờ tối thôi. Lên phòng thì chú vẫn chưa muốn ngủ, thì chú muốn đi dạo phố ở Hải Phòng, ở đường phố ở Sài Gòn. Thế là chú đưa cô đi về phòng. Sau đó là chú đi luôn, chú không cầm chìa khóa phòng. Chết một cái là chú không có nhớ số phòng bao nhiêu. Có nghĩa là chú đưa cô lên phòng xong rồi là chỉ nhớ ở tầng 10 thôi, nhưng chú không có nhớ là ở phòng bao nhiêu. Thế là chú đi khoảng cỡ một tiếng, hơn tiếng sau chú về. Chú về thì chú không thể nào tìm thấy phòng. Chú đi lên tầng 10 rồi mà chú không tìm thấy phòng. Đi lên đi xuống mãi, cuối cùng ấy là chú phải xuống lễ tân. Chú hỏi, chú cho tên tuổi người ta cho chú biết phòng. Mà Mai cười ấm lên. Xong rồi chú mới kể là chú hôm đấy chú đi bộ dưới đường á, không biết tại sao chú gặp với mấy người con gái kêu chú là massage, massage, massage. Mai cứ trêu thôi, người ta trêu chú thôi, chứ chú giờ massage là chú chết đấy, là Mai trêu đấy. Mà bây giờ cái chuyện này kể mãi ai cũng buồn cười. Mai đang kể kể về chú đó, ai cũng lắng tai nghe. Nhưng mà công nhận đấy, cái chuyến đi đó đó là về nhà đó, là các em ai cũng cảm ơn vợ chồng Mai. Vì cô Mai đó là bị bệnh tim từ lâu rồi, và cô đã bị ung thư vú nữa, là cô đã bị mổ cắt bên vú đi rồi đó. Không ai nghĩ là cô ấy sẽ có một cái chuyến du lịch ở Việt Nam, tại vì là cô ấy là ai cũng lo lắng cho cô là cô không có đi bay được xa đó, và cô chỉ du lịch ở quanh quanh châu Âu thôi. Mà lúc đó cô rất yêu quý Mai, có nghĩa là cô là một người đó mà Mai cảm giác như kiểu là thân thiện nhất ở Pháp này. Ở lúc mới sang á, là cô lúc nào không biết tiếng cũng điện cho Mai hàng tuần, làm cho Mai cảm giác là rất là ấm áp. Và cô cho Mai cái cảm xúc như là gia đình của mình ấy, Mai rất là yêu quý cô. Nên Mai sang tháng 5 năm 2009, là tháng 2, cuối tháng 2 năm 2011 là cô về Việt Nam với vợ chồng Mai. Đó, và đó là một chuyến đi cuối cùng của cô, là chuyến đi dài như vậy đó. Và sau đó là cô mất năm 2015. Và những năm sau thì cô chỉ đi gần gần ở Pháp thôi. Và các em rất là vui là với đời của mẹ, mẹ có một cái chuyến đi sang Việt Nam rất là ý nghĩa. Khi cô chú sang thì đưa cô chú đi thăm Hải Phòng, Hạ Long, sau đó là đi Linh Bình, thì có Tràng An, Tam Cốc Bích Động và Bái Đính. Thì chú là người theo đạo Thiên Chúa đó, thì chú có đi nhà thờ Hải Phòng. Nhưng chú lại hỏi Mai là cháu có biết cái chùa nào ở Việt Nam rất là lớn không? Thì lúc đó đưa chú đi Bái Đính, sau đó về Hà Nội, nhà vào Sài Gòn. Cô chồng rất thích đi mê cung đó, Chợ Nổi, nhưng mà cuối cùng không đi được thì đi về miền Tây. Đó là một cái kỳ nghỉ rất là tuyệt vời và cô chồng nhớ mãi. Mais tu sais, lui qui gagne 20 kilos, automatique, c'est la chance. Ouais, ils sont pas habitués au gros. Gratuit. Les gens, quand ils étaient rassemblés, je sais pas où, au gros, ce que les gens disaient de Marcel. Ah oui. C'est à vous qui disait ça. Les Vietnamiennes, elles sont pas grosses, hein? Non, les femmes, moi, je suis en 5 mètres. Beaucoup de personnes sont moins. Hein? Beaucoup de personnes qui, quand je suis 7 mètres. Mais 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 quand je suis 7 mètres. Lúc đó Mai ăn sợi dở cơm, mỗi một ngày Mai ăn hết 3 kg gạo cơm. Có nghĩa là ăn lúc nào cũng được mà ăn, không biết no mà no cũng vẫn thấy ngon. Mà không bao giờ thấy đau bụng cả. Là Mai lúc 7 tháng thì anh, ông xã về. Mà lúc Mai béo, ơi là béo đi đâu cũng bị người ta chê đó. Đang kể lại cái khoảng khắc ấy cho cả gia đình nghe. Du jour on t'a vu, c'est quand t'es arrivé. T'es qui est là.
Ok, Mai chỉ muốn chia sẻ lại với cô chú, anh chị và các bạn những cái giây phút mà Mai cảm rất rất là thích khi mà chú chồng tới. Mỗi một lần tới thì bao giờ cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, đặc biệt ấy là chú lại rất thích đùa, rất hiểu tính Mai và hợp tính Mai. Mai rất là vui hôm nay Mai quay lại để chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn. Nếu cô chú, anh chị và các bạn yêu thích video của Mai chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.